Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay tiếp tục là em quay cho anh chị xem về cảnh tưới phân ở bên team của em nha anh chị ha. Thì ở đây là anh Ca cũng như anh Thanh, ảnh đang tưới phân cho hoa màu gà nè. Thì có mấy anh hỏi em á, thì sao không ra cái clip mà ngắt lá đi. Cái này là clip bên em thì cũng đã ngắt lá rồi nha anh chị ha. Thì cây nó khoảng đâu là 45 ngày thì mình sẽ ngắt lá. Và đồng thời á, mà khi nó ra được những cái tán chèo và nó chớm nụ thì mình sẽ tưới phân cho nó ha. Thì bên em là đang tưới phân là 20-15 cộng với thằng đạm cá nè anh chị, cũng như là cộng thằng alpha ha, để phòng cái giấy nhũi. Hôm nay thì nó cũng đã là chớm nụ rồi nha anh chị xem nè. Thôi còn cá anh tưới nè. Này vườn của mình thì nằm ở bên ấp Thành Lạc nha anh chị ha. Anh chị nào mà cần mua hoa Tết á, sỉ và lẻ luôn thì đến tại vườn nha anh chị ha. Tại vì mỗi năm cũng đều chừa lại một số để bán lẻ cho khách ở gần đây á anh chị. Cái này là mình bị được kìa luôn, chuông gì cha cái cỏ này lúc mới trồng á. Có cái hàng này nó bị vàng hơn cái mấy cái hàng bên đây á. Cái cành dài gọn chặt vừa á. Thấy nhìn nó vàng nè. Khác liền sao á. Thôi để tôi né cái camera qua. Nè mọi người xem ca ảnh múc cái liều lượng phân nè. Này phân 20-15 cộng với đạm cá nha anh chị ha. Liều lượng là 100c cho cái thùng dội là 10 lít nước để tưới nè. Cái chai trắng trắng là alpha nha, phòng với nhũi. Này anh Thanh anh phụ tưới. Anh chị xem ha. Vô chia 300 gram cá thành là chia 3. Không dám đưa này vô, đưa này vô ra bông liền. 15 này có chiếc kali, đưa vô này lúc này đang là bông nè. Ờ. Còn cái chợ còn non lắm. Thank you.